Theo đây chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Đinh Chí Cường qua phần trình diễn violin Grinding Violin Concerto in B Minor với phần đệm piano Hà Anh. Cảm ơn phần trình diễn của Đinh Chí Cường và phần hỗ trợ đệm piano của Hà Anh. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức thêm một lần nữa một tác phẩm nữa cùng đến từ Đinh Chí Cường và Hà Anh. Xin một tràng pháo tay thật lớn được không ạ?
Xin cảm ơn phần trình diễn của Chí Cường và Hà Anh.